Hello anh em, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series, đó chính là Jurassic World, công viên khủng long nha. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video. Và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi, và nếu có thể thì hãy click quảng cáo đều cho mình nhé. Ok, thì hôm nay chúng ta đang cố gắng là kết hợp ra Unisaurus, nhưng mà có vẻ như đang hơi rất là khó khăn. Cực kỳ là khó khăn để kết hợp ra được, tại vì mình hết đô la rồi. Đô la thì mình sẽ để dành để cho các cái nhiệm vụ khác, nên mình sẽ không dùng để tiến hóa như bình thường. Bình thường là mình đã để tiến hóa rồi đấy, nhưng mà thôi, lần này thì đang hết tiền, đang hết đô la. Đô la trước mình dùng nó lãng phí quá, bây giờ chẳng còn bao nhiêu nữa. Cho nên tiết kiệm anh em ạ. Có lẽ là kiểu gì sẽ lên thôi, chắc là ngày mai nó sẽ lên thôi anh em. Cứ tầm 8 tiếng nó sẽ vào một lần rồi, chúng ta sẽ check, kiểm tra gì đấy. Mystery Patch đây, open collaborators GFW. Ok rồi, chúng ta sẽ có start free. No. Ok, ấn này luôn. Nó muốn mình trở thành thành VIP đi ra, nhưng mà VIP đắt lắm anh em ạ. Không nên trở thành VIP làm gì cả, mấy trăm nghìn một tháng ấy, thì thà tiền đấy để mà dùng để đóng mạng còn hơn, tiền mạng hoặc là an toàn hơn. Rồi chúng ta sẽ kích hoạt cái này lên nha anh em. Active luôn. Bình thường thì mình sẽ cày chay, hầu hết các game của mình đều cày chay hết, tiết kiệm những khoản tiền rất là đáng kể luôn. Claim này, mission này, ok xong. SDNA thì cũng dễ như vậy, mission cũng xong rồi, hết rồi. Còn cái gì không ta, hình như không còn nữa, hết vẹo rồi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn một cái mission nữa, đó chính là cái mission để làm gì anh em không? Lấy đô la, lấy 35 đô la bằng cách là chúng ta sẽ đổi, họ cần điểm thì mình sẽ cho họ cái gì đấy. 266 loyalty point. Họ cần 4 tấm thẻ cái Parks of Press History, mình không cần thì mình sẽ đổi luôn anh em ơi. Chúng ta không cần cái này làm gì cả, và chúng ta sẽ lấy 35 đô la thôi, mỗi ngày sẽ có 35 đô la. Hôm qua chúng ta tiêu rất nhiều đô la cho cái gì anh em biết không? Ok, bên này vẫn là Enrico Therium. Đó chính là làm nhiệm vụ anh em ạ, rất là khó. Hôm nay sẽ có một cái Golden và một cái Class of Titan. Ok, cái này thì... Oh man, lại khó rồi. Cái này phải chơi anh em, để ngày mai chúng ta sẽ lấy được cái Class of Titan này. Enosaurus và Tani. Ui, thật sự rất khỏe nha anh em. Đánh cho mình chắc là tím mồm rồi. Mình phải dùng những cái loại mạnh nhất thì đánh nhau được với nó. Ok, đáng sợ. Không cần thiết lắm đâu anh em ạ. Mình sẽ dùng Calibre, sẽ dùng hai loại này. Hai loại gọi là 600 rồi. Ok, và hy vọng ta có thể đánh được nha anh em ơi. Trận này máu và đam ta sẽ yếu hơn khá nhiều. Enosaurus toàn quái vật này, ai chơi mày, đáng sợ thật sự luôn. 200 đam rồi, sẽ tấn công theo kiểu gì đây? Sẽ đánh swap với tầm khoảng 590 đam cho Tani Colagrius gì đấy của nó. Nào, Ichi của mình 800 đam, hai đòn của mình chắc chắn là mình sẽ không thể giết được con này, mà nó sẽ có hai lần và nó bắt buộc phải đổi sang con khác nếu không muốn chết. Đó, điều chắc chắn. Có một lần đây anh em ạ, vật thông thường gì theo như mình nghĩ nó sẽ thủ gì đấy. Có thể lắm. 9327. Ồ, không đủ đam. Nó thông thường thì nó sẽ không thủ. 9436. Thử phát không? Ui rồi, xong rồi. Xong rồi, chết anh em ạ, vẫn chết ạ. Tấn công rất tốt luôn. Tránh trường hợp là để nó lên quá nhiều đòn. 3 lần mình hy sinh anh em ơi, chắc chắn nó sẽ phải hy sinh rồi. Bây giờ sẽ giết con Tani này của nó. 1 2 3. Ok, xong chưa? Tani Colagrius 7 màu, bé nào muốn lên tiếp? Ericosaurus với 4 ạ. Ây chả, nó lắc đầu. Ê, ghê. Bìa mẹ nhau đi, chiến nhau luôn đấy. 800 với Dimetrodon. Ui, cuối cùng ta hạ cái này rồi. Có khi mình sẽ đánh luôn cái Craft Titan này để lấy luôn một cái một con xịn sò nhờ. Cái con này hình như là sẽ up rất là nhanh. À không, con này up rất là lâu, tại vì nó không phải là GW mới up nhanh.
trận cuối cùng. Ý chà chà, xong phim có lẽ hơi bị xong phim. Presto, đây là những cái loài mạnh nhất mà mình có thể sử dụng được ở trong cái lần chiến đấu như này. Cũng may là Idominus của chúng ta sẽ không bị khắc hệ. Uầy, trận chiến thật sự là bá nhờ. Có khi có gì rồng à, mất hết đó, nhìn trông kinh vãi cả nồi rồi. Anh em nhìn thấy không, còn gần giống con rồng vậy. Nhìn Idominus của mình còn bé hơn cả nó nữa, đáng sợ, thật sự đáng sợ đấy nhờ. Nào sẽ đổi chứ, đang được swap rồi, 1200. Này bé hơn một tí nhưng mà nó khỏe hơn rất là nhiều. Ok, sự đáng sợ thật. Em thịt nó không anh em? Bên kia nó còn một con nữa, tôi sẽ thịt nó luôn anh em ơi. Nhờ với tao á? Nhờ với ai? Mechiacanthosaurus này chết đi cưng. Lại là con rồng này anh em ạ, có lẽ con rồng vậy ạ. 400 đây là swap rồi, 600 mà mình cân tim chàng. Nó có một lần nữa và nó sẽ vả mình luôn ạ. Ai chà chà, càng cực phết nhờ. 500 với 3 lần thì mình không thể giết được nó đâu. Mình sẽ cần 2 đòn để thịt nó anh em ơi. Và mình sẽ cần thêm, nó có 4 lần với khoảng là 400 dam hay 200 dam gì đấy. Mình thủ 2, đây là hợp lý nhất có thể đấy. Ok, let's go nào. Amagasaurus, ui trời sao bây giờ 3 thôi, nó chỉ có 3 thôi nha. May mà không có 4. 1, như vậy nó còn 2 lần nữa và mình sẽ thịt nó thôi anh em ơi. Mày chạy đâu cho thoát hả cưng? 1 cân 3 là có thật anh em ạ. Bão chúa Idominus, nó là cái gì đó rất là đặc biệt, nó rất là đẳng cấp hơn rất là nhiều anh em. Wow, 1 cân 3. Lâu lắm rồi mình có một cái trận đánh nó đã tay như thế này. 1 cân 3. Và Gorgosaurus đã thuộc về chúng ta rồi anh em ơi, rất tuyệt vời. 500 đô, hơn 200 miếng thức ăn. Và Gorgosaurus, con này tôi có một con rồi thì phải đúng không anh em? 1300 GW. Con này giá là bao tiền ta? Level 40 với 1800 máu và 862 đam, sao yếu nhỉ? Có vẻ yếu ta? Nó chưa hybrid lên nên nó khá là yếu. Only any creature tấn công này nhở. Anh em đợi xíu để đăng cái video để lên phát. À đây là Zero City nhá, có một series mới ở trên kia là sẽ rất là hay ho. Thì cần một con hệ chim anh em. Ô cái này dễ nhở, có vẻ khá là dễ dàng ta. Chiến đấu 700 mình khắc hệ mà. Thì thắng này đâu. Một series khá là hay. Đã bắt đầu xuất hiện trên cái channel mới của mình, channel của chúng ta, channel Thành Easy của chúng ta. 400 rồi, nó sẽ là 2 này mà nó sẽ vả mình chăng? Nó có 2 lần vả mình chăng? 2 ấy chà, nó muốn chết luôn anh em ạ. Nó muốn chết thì mình cho nó chết thôi. Cái trận này có tầm khoảng 5 trận thì cố gắng đánh thắng, kiếm thêm một con legendary nữa là ấm rồi, cực kỳ ấm rồi. Còn cái sự kiện kia thì coi như bỏ qua luôn đi. Mình cũng không cần thiết là phải đánh đâu, rất là khó. Mình rất ghét với cái sự kiện kiểu đấy. Chúng ta sẽ có thêm khoảng là 40, khoảng 40 ADN bên này. Và Andy Fletcher sẽ nhân 2. Nó có 2 con hệ nước ở bên này và mình sẽ phải tấn công nó. Đó là chắc chắn. Nó có 2 con hệ nước. Tấn công kiểu gì đây? Otaficasaurus. Mình tấn công theo bài như thế nào đây anh em? Otaficasaurus à? Tấn công kiểu gì đây? Đang suy nghĩ xem tấn công thế nào cho nó hợp lý nha. Hơi khó để có thể tấn công được nó. Đang suy nghĩ. Caprosuchus và Microposaurus với 2 hệ nước ở bên này, nó sẽ cần 2 con hệ chim. Thế thôi, ok, gần hết hệ chim anh em. Giờ rất nhiều hệ chim nha. Darkwing, Eudimorphodon và Pterodactylus. Ok, đánh kiểu gì đây? Capro 176 và 288 à. Mình sẽ vả nó kiểu gì? Darkwing à? Darkwingoterus, Sacaphonatus. 2 con thôi, chỉ 2 con thôi nha. Máu hơi thấp
nhưng mà không vấn đề gì cả. Đam nó bé mà, đam bé tí luôn ý. Đánh được Darkwing của chúng ta, đam rất to, tầm khoảng 400 đam. Phải vả chết được nó. Do cần tính toán hợp lý nha anh em. Nó sẽ không swap đâu mà nó sẽ có lẽ tấn công một thủ một chăng. Có thể tấn công một thủ một. Và chúng ta sẽ đợi cơ hội này luôn. Nhờ vừa đủ đam để giết nó kìa. Quá hay, 1800 đam, rất tốt. Microposaurus với khoảng 3 lần ở đây. Nó vả mình chăng? 3 lần vả thật ạ. Vả thật luôn ạ, 605. Ghê à nha. Micro tiếp tục có tấn công với khoảng là 300. Tấn công luôn, thắng luôn. Gì phải đợi nhỉ? Tại sao tôi phải đợi? Trong khi mình hoàn toàn có thể giải quyết bọn này rất là dễ dàng rồi. Nào ok, đây đây nào. Chiến luôn. Chúng ta có thêm khoảng đó chính là 40 ADD nha. Và Any Creature sẽ là nhân 2. Vẫn sẽ cần rất nhiều hệ chim. Công nhận có rất nhiều hệ chim anh em ạ. Ok, đánh được thôi, đơn giản như đan rổ mà. Chạy dễ mà anh em, không khó. Tấn công nào. Ok, Piono Suchus 600 với 1400 máu. Hai, nó sẽ tấn công từ gì đây? Không tấn công luôn anh em, không hề tấn công luôn. Và chúng ta sẽ hai lần đúng không? Mình không tấn công, mình không tấn công. Xem nó như thế nào, xem nó đánh như thế nào. 200 tấn công một và thủ một đấy anh em ơi. Theo tôi đoán chắc chắn nó sẽ thủ một nha. Và chúng ta tấn công theo kiểu là 3, có lẽ là 4 thì hợp lý hơn. Nhỏ thôi, 3 cũng là rất là ngon rồi, vừa đủ luôn. Sacro Sutures với khoảng 4 lần ở đây để có thể tấn công mình. Để xem nào, 4 lần tấn công anh em ơi. Thế nên mình chết rồi, một cái team rồi anh em ơi. Chạy đâu Sacro Sutures. Mày á, thằng thiên cưng nha. Anh đi nha cưng. Goodbye, see you again. Không gặp trời, không trở lại luôn. Không hẹn trở lại luôn nha. Không hẹn ngày trở lại luôn, cưng. Khoảng 40 ADN bên này. Và Any Creature sẽ thêm nhân 3. Toàn là hệ quái vật đấy rồi. Amphibian có rất là nhiều hệ có vẻ ngon. Ngon stream. Ở đây có thể là giải tỏa cho bên kia một chút nhờ. Solo không cưng. Mày solo với ta thì đánh cho tung mồm. Thế thôi, đan nó vẫn giữ nguyên. Nó cũng là một cái phần gì đó nó hơi khó chịu. Mechia Richard, không cẩn thận là hoàn toàn có thể thua nhá. Uầy, vả luôn à? Nó vả luôn mình nhỉ anh em. Láo thật. Mày láo thật đấy. Mastodon với Mechia Richard. Tấn công nào nhá. Hai tấn công không? Không có gì đấy. Không tấn công luôn anh em. Và nhờn. Nhờn thật sự. 1 cân 2 luôn. Khỏe quá thể luôn anh em ơi. Quá ngon. Nó cho dùng con khác mà. Tội gì đúng không? Mà hình như còn 2 trận nữa thì phải đúng không? 2 hay 1 trận nữa thì phải. 1 trận nữa. Còn 1 trận nữa nhá. Any Creature sẽ là nhân 3. Rồi chúng ta sẽ Herbivore, rất là nhiều loài trâu chó. Đây. Rồi, sau thêm một con hệ nước và một con ăn cỏ nữa là xong. À, một con chim nữa là xong. Chim cân ôn luôn nhờ. Hơi khỏe quá nhỉ. Chúng ta nâng đam lên có khi còn thắng được nó ấy. Chưa biết chừng. Một cân tim chăng? Có thể lắm. Có thể là sẽ cân tim chăng? Rồi, hợp lý anh em ơi. Không bị khắc hệ, đánh thoải mái. Không cần được. Nó máu trâu đấy. Hơi mệt đấy nha. Ái chá. Ghê nha. Được rồi đấy, tấn công luôn anh em ơi. Chúng ta sẽ có 2 lần ở đây. 3 lần chứ. Và mình sẽ thủ để giành 1 lần như thế này. Nó còn 1 lần nữa anh em ơi. Đơn giản rồi. 3 thôi. Một cân tim mà. Mình một cân tim mà anh em ơi. Pteranodon nó quá là khỏe đi. Sacrosuchus sẽ là con cuối cùng. Và tiếp theo 43. Phản công thế nào đây? Phản công luôn. Mình tấn công khoảng đó chính là 5 lần nhá.
chạy đâu, cho thoát. 52 rồi, 3600 rất là mạnh. Ok, và bây giờ sẽ được xem là con Legendary là con gì đây. Chúng ta sẽ đợi xem nhá. Quay đang quay số Golden, phần thưởng vàng. Đó chính là Sacro Sutures, cũng tốt. Để tiến hóa lên được. Ok anh em nhá. Và chúng ta sẽ kết mê nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Jurassic World Công viên khủng long nha. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.